Em mới về cái em sát này. Tách con. Bò đang lên giống. Tàn thùng có. Xin này chữa rồi. Em bán xin này em bán bao chữa. Kem sát nè. Bò nó mát sữa bởi vì nó tách con ra rồi nó hơi ốm vậy đó. Rồi mình về thuốc cỏ lại cỡ trong vòng tháng cái thùng có nè. Bò nước ăn thì khỏi chê luôn. Giò cẳng là đứng thẳng băng luôn, móng chúm luôn. Xương bự á. Nó có thùng nè. Nó sừng sừng da, mấy con sừng da thì thường nó mát sữa lắm. Nó thấp hơn, nó chiều cao nó bằng bằng xin, nó không thấp hơn đâu.